Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây sam hương ha. Cây này hai thân, có một thân lớn và một thân nhỏ nè. Cây đã được em bộ hình định hình cái bộ tàn nó rất là dày rồi. Bộ tàn cây rất là dày ha. Về là mình có thể ép chậu vô một cái chậu nhỏ mình để bèn chơi được liền ha. Nó có gốc là to hơn ngón tay út, cao khoảng tầm 10 cm. Cây bé thôi nhưng mà bộ tàn rất là già rồi. Về mình cứ ép vô một cái chậu nhỏ nhỏ thế này là mình để bè mình chơi thôi. Sam hương nó rất là khỏe ha. Với lại em ít dùng phân hóa học lắm nên mình ép mình nó cũng khó bị chết lắm. Dạ em xin giao lưu cây sam hương này với giá là 150 ngàn em bao ship. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo em để phần mô tả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.